Thứ đáng sợ nhất mùa Halloween năm nay, lễ hội ma quái vào ngày cuối cùng của tháng 10 là dịp tụ tập đông vui của người dân Mỹ. Song, niềm vui ấy đang giảm bớt khi họ đau đầu xoay sở với chi phí tổ chức tăng cao. Bước ra khỏi cửa hàng chuyên bán đồ Halloween dọc đại lộ Bloomfield, Kenna Vitarelli, sinh sống ở bang New Jersey, thấy đầy quan mang. 25 USD cho một túi kẹo, tôi thật không thể hiểu nổi. Rất nhiều thứ dành cho Halloween sắp tới đã tăng giá gấp đôi so với những năm trước. Chuyên khoản tiền kẹo thôi cũng làm tôi đau đầu. Chúng tôi sẽ phát dị cho lũ trẻ đây nếu không mua kẹo, Kenna than phiền. Người phụ nữ đã cắt giảm chi phí chuẩn bị cho ngày lễ hóa trang ở mọi khâu, mua ít đồ trang trí hơn, dùng trang phục giá rẻ và hủy bỏ một bữa tiệc. Giống Kenna, phần đông người tiêu dùng ở Mỹ đang đối mặt với một Halloween đắt đỏ hơn mọi năm, thì giá cả cho các loại đồ liên quan đến ngày lễ này đều tăng cao một cách chóng mặt. Theo Forbes, thứ đáng sợ nhất mùa Halloween lần này là lạm phát, trích tiêu đề một bài viết trên trang Reddit. Món rẻ nhất cũng tăng giá kỷ lục. Kẹo, loại đồ ngọt vốn có mức giá rẻ nhất vào dịp này, tăng giá cao kỷ lục, một phần do nhu cầu, nhưng lý do chính vẫn là bão giá. Theo Bộ Lao động Mỹ, giá kẹo đã tăng hơn 13% so với năm trước. Đây là mức tăng chưa từng có trong lịch sử. Các nhà sản xuất kẹo cho biết chi phí lao động cùng giá các nguyên liệu như bột, đường, sữa tăng cao là lý do khiến giá kẹo chạm ngưỡng cao kỷ lục. NBR báo cáo giá đường đã tăng 17% kể từ tháng 9 năm ngoái do các vấn đề về chuỗi cung ứng và sản lượng đường củ cải thấp ở Mỹ lẫn trên toàn thế giới. Giá kẹo là một phần đặc trưng của ngày 31 tháng 10, giống như gà tây không thể thiếu vào dịp lễ tạ ơn. Nhiều khách hàng đang không tin nổi và mắc mình trước mức giá kẹo được bày bán trong siêu thị. Giờ đây, họ buộc phải lựa chọn giữa việc tốn nhiều tiền hơn để mua sắm đồ ngọt hoặc ra về tay trắng và bỏ qua niềm vui của mùa Halloween. Theo Visually, trung bình 158 triệu người Mỹ tham gia Halloween mỗi năm và mua gần 27.215 tấn kẹo vào dịp này. Trong một lần ghé cửa hàng tiện lợi, Keegan Kip, 19 tuổi, Michigan, sửng người khi nhìn thấy gói kẹo yêu thích của mình. Giờ có giá lên tới 10,99 USD, không đời nào mà túi kẹo này lại đắt đến vậy. Nó thực sự không đáng, Kip khẳng định. Ngoài xu hướng tăng giá, một số người tiêu dùng nhận thấy bánh kẹo mùa Halloween bé hơn. Theo Washington Post, khách hàng đổ lỗi do inflation, tức lựa chọn làm nhỏ kích thước sản phẩm thay vì tăng giá bán của nhà sản xuất. Mặt hàng rượu cũng không nằm ngoài dòng xoáy này. Giá đồ uống có cồn đã tăng 4,1% vào tháng 9, nhưng với giá kẹo cao kỷ lục, một bộ phận người tiêu dùng có thể tìm đến rượu, bia để thay thế. Lợi nhuận ngành rượu được dự đoán tiếp tục tăng vào dịp này. Đắt đỏ nhưng vẫn phải bỏ tiền. Thông thường, mỗi mùa lễ hội hóa trang hàng năm, Ashley Conley, 24 tuổi, New York, sẽ diện những bộ cánh mới để dự tiệc. Năm nay, nhu cầu vui chơi cũng phải nhường bước trước nỗi lo trả hóa đơn tiền nhà, tiền điện, nước. Tôi quyết định trong tủ có gì thì mặc nấy, vì bỏ tiền ra mua một bộ đồ mới mà chỉ mặc trong một đêm. Quá lãng phí với thực tế rằng tôi còn phải trả tiền nhà vào tuần tới. Và giá thuê nhà ở tại New York thì chưa rẻ bao giờ, Ashley nói với Newquist. Vẫn giữ lại bộ đồ hóa trang từ năm ngoái, song chàng trai 24 tuổi quyết định trao bán lại trên mạng xã hội để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Theo thống kê của Cục Thống kê Lao động Mỹ, BLS, dù không có danh mục cụ thể nào nói về trang phục mùa Halloween, danh mục tổng thể về quần áo cho thấy, số tiền mà người Mỹ phải chi trả cho việc ăn mặc đã tăng 5,5% so với tháng 9 năm ngoái. Ngay cả những người tự thiết kế, may trang phục hóa trang để đi chơi mùa lễ cũng có thể nhận thấy giá cả đang tăng lên. Danh mục về máy may, giá và vật tư của BLS cho thấy giá, loại mặt hàng này đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng bất chấp cơn bão lạm phát, năm 2022 được dự đoán là năm mà chi tiêu cho dịp Halloween của người dân Mỹ cao hơn bao giờ hết. Sau khi bị dịch bệnh làm gián đoạn những ngày lễ, chi tiêu cho ngày hội, hóa trang đã tăng lên mức kỷ lục 10,2 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến đạt 10,6 tỷ USD trong năm nay, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ. Một phần lý do là với người dân xứ cờ hoa, Halloween không còn là ngày lễ diễn ra vào một ngày mà được coi như mùa lễ hội cuối tháng 10. Nhiều gia đình coi khoản trang trí, chuẩn bị cho Halloween cũng giống như Giáng sinh, tức là không thể bỏ qua dù giá cả có tăng đến đâu. Ngay từ đầu tháng 9 hoặc sớm hơn, một số đã trục trịch sắm sửa cho lễ hội này. Theo NRS, một bản phân tích về hoạt động kinh doanh Halloween cho thấy khoảng 96% người tiêu dùng chi tiêu cho việc mua kẹo, trong khi khoảng 75% mua đồ trang trí, 67% mua trang phục và 39% mua thiệp chúc mừng. Theo đó, người Mỹ dự kiến chi 3,1 tỷ USD cho các loại kẹo, 3,4 tỷ USD cho đồ trang trí, 3,6 tỷ USD cho trang phục và 600 triệu USD cho thiệp chúc mừng vào Halloween năm nay. Trung bình, một người trưởng thành chi tiêu 145 USD cho dịp này. Đại biểu đề nghị để nhanh bốc tăng lương, để bù đắp trượt giá. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng lương cơ sở sớm hơn dự định 6 tháng, từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, thay vì mốc mùng 1 tháng 7 năm 2023 như dự kiến. Tăng lương cơ sở và bình ổn giá là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đặt vấn đề tại phiên chất vấn về kinh tế, xã hội của Quốc hội. Sáng ngày 27 tháng 10, đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Tây Ninh cho rằng từ mùng 1 tháng 7 năm 2019 đến nay, tiền lương cơ bản chưa được điều chỉnh. Trong khi đó, hàng năm chỉ số giá tiêu dùng vẫn tăng khoảng 4% làm cho tiền lương thực tế và chất lượng cuộc sống giảm xuống. Điều này tạo sự chuyển dịch nhân lực từ khu vực công sang khu vực tư, theo ông Phương. Phải có giải pháp giữ chân người tài.
dành toàn bộ thời gian phát biểu chia sẻ về vấn đề tăng lương cơ sở, đại biểu Nguyễn Huy Thái, Bạc Liêu cho biết thời điểm tăng lương gần đây nhất đã là 4 năm, từ tháng 7 năm 2019. Do nhiều nguyên nhân, mức lương cơ sở giữ nguyên cho đến nay. Điều đó gây ra nhiều ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến tình trạng chuyển việc, nghỉ việc thời gian qua. Đất nước đang phục hồi kinh tế sau gần 3 năm tập trung chống dịch. Ai cũng hiểu gánh nặng ngân sách không thể gồng gánh khoản chi phí khổng lồ để tăng lương hàng năm. Do vậy lần tăng lương này là nỗ lực lớn. Để tăng mức 20,8% lương cơ sở, chính phủ phải dành tới 44.000 tỷ đồng, ông Thái ghi nhận. Song, để bù đắp trượt giá, ông đề nghị Quốc hội, chính phủ tăng lương cơ sở sớm hơn dự định 6 tháng, tăng từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, thay vì mốc mùng 1 tháng 7 năm 2023 như dự kiến. Nhưng lương cơ sở tăng có giữ chân được cán bộ công chức trong khu vực công cộng. Ông Thái đặt câu hỏi và cho rằng lương tăng là đáng mừng, nhưng không phải giải pháp dài hơi để giữ chân cán bộ công chức trong khu vực công. Theo đại biểu, việc đẩy nhanh cải cách chính sách tiền lương mới là giải pháp căn cơ. Điều này lẽ ra đã được thực hiện từ 2021 nếu không phải tập trung chống dịch. Trong điều kiện năm 2023 nếu phát triển tốt, ông Thái đề nghị cải cách tiền lương ngay. Cử tri trong mong sớm cải cách tiền lương vì đây là vấn đề cấp thiết. Lương cơ sở tăng là rất quý nhưng thực chất chưa đủ để xóa bỏ khoảng cách giữa lương khu vực công và tư, giữa khu vực nhà nước và thị trường, theo vị đại biểu tỉnh Bạc Liêu. Chia sẻ việc hàng chục nghìn cán bộ nghỉ việc là vấn đề đáng quan tâm. Ông Thái cho rằng điều chỉnh tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương là giải pháp cơ bản ngăn cán bộ chuyển từ công sang tư. Ông nhấn mạnh phải có giải pháp để cạnh tranh, giữ chân người tài, người có năng lực ở khu vực công bằng chính sách tiền lương phù hợp. Sau cùng, ông chia sẻ lo lắng của cử tri về tình trạng lương chưa tăng, giá cả đã nhanh chân chạy trước. Lương bổng luôn bị rớt lại phía sau trong cuộc đua với giá cả thị trường. Giá xăng tăng, thực phẩm tăng, phí dịch vụ tăng dồn gánh nặng lên vai người lao động, chen chân và chi phối từng bữa cơm của hàng ngày của họ. Cho nên, tăng lương và cải cách chỉ thực sự có giá trị khi chính phủ thực hiện tốt việc bình ổn giá cả thị trường. Ông Thái nhấn mạnh, tăng lương tối thiểu dùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Hà Nam nhìn nhận kinh tế chưa phát triển bền vững, sức chống chịu của nền kinh tế còn yếu. Ông đề nghị chính phủ chủ động kịch bản ứng phó lạm phát đang gia tăng trên toàn cầu, báo cáo Quốc hội để chủ động ứng phó chính phù hợp. Bên cạnh đó, cần linh hoạt, công khai các chính sách điều hành lãi suất, tỷ giá để doanh nghiệp không bị động trong chuẩn bị phương án sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Đặc biệt, vị đại biểu đề nghị sớm tăng lương đi kèm với cải cách tiền lương để giúp cán bộ trong hệ thống có thêm động lực, giảm bớt hệ lụy nhân lực rời bỏ khu vực công như vừa qua. Trình bày báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội tại phiên khai mạc Quốc hội hôm ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, chính phủ dự tính chi thêm khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phúc cho biết trong năm 2023 sẽ chưa thực hiện cải cách tiền lương. Thay vào đó, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng mỗi tháng lên mức 1,8 triệu đồng mỗi tháng, khoảng 20,8%. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo cũng khoảng 12,5%. Tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Thời điểm tăng lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 thể hiện chính kiến về việc này trước phiên thảo luận chung về tình hình kinh tế, xã hội. Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng lương cơ sở sớm từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, thay vì thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2023 như dự kiến. Nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng. Có ít nhất 12 tiếng súng được nghe thấy, 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa vào trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu. Chiều ngày 27 tháng 10, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận tại khu vực một nông trường ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa hai băng nhóm. Theo đoạn video clip được camera an ninh ghi lại, khoảng 13 giờ trưa nay, một nhóm người đi trên ít nhất 7 xe ô tô loại 7 đến 15 chỗ tới khu vực ấp Bến Tràm. Sau đó, nhóm này giải quyết mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương tay cầm hung khí giống như mã tấu hoặc dao tự chế. Theo người dân tại hiện trường, nhóm đi ô tô còn xông vào một căn biệt thự đang hoàn thiện hàng rào và nổ súng. Có ít nhất 12 tiếng súng được nghe thấy, 2 người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa vào trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm đi ô tô nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an. Hiện tại, công an đã bắt được ít nhất 6 nghi phạm trong nhóm nổ súng và đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Bác kháng cáo đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển. Dù đã hai lần triệu tập người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng nhưng người này đều vắng mặt nên tòa đã đình chỉ vụ bà Hằng kiện và báo Đức Hiển. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã bác đơn kháng cáo của ông Hồ Nguyễn Lễ, đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển. Theo vụ việc tòa thụ lý ngày 26 tháng 10 năm 2021. Trước đó, vào cuối năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kiện ông Nguyễn Đức Hiển, yêu cầu ông Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, buộc ông Hiển
yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam trích bài viết không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Sau khi thụ lý, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành triệu tập người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Hồ Nguyên Lễ để tham gia hòa giải vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, nhưng ông này xin hoãn. Tiếp đó, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một triệu tập ông Lễ vào ngày 16 tháng 5 năm 2023 để làm việc về nội dung yêu cầu khởi kiện. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2022, tòa tiếp tục triệu tập ông này để tham gia phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng cả hai lần ông Lễ đều vắng mặt không có lý do. Vì vậy, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Sau đó, ông Lễ đã có đơn kháng cáo và cung cấp chứng cứ cho rằng các ngày 25, 26 và ngày 27 tháng 5 năm 2022, ông Lễ không có mặt tại 348, 4B5 Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nên không thể nhận giấy triệu tập của tòa án. Ngày 28-29 năm 2022 là thứ Bảy và Chủ Nhật, nên tới tận ngày 30 tháng 5 năm 2022 mới nhận được giấy triệu tập, và cũng là ngày tòa ra quyết định đình chỉ vụ án, nên việc ông Lễ không đến làm việc đúng thời gian triệu tập là khách quan. Theo phân tích của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong tài liệu ông Lễ cung cấp thể hiện, ông Lễ chỉ tham gia phiên tòa hành chính vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2022. Từ chiều ngày 25 tháng 5 năm 2022 đến 17 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2022, ông Lễ không có lịch làm việc nào trong khoảng thời gian này. Tới 1 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2022, ông Lễ mới có chuyến bay đi Quy Nhơn, nên việc ông Lễ có rằng liên lục trong 3 ngày 25, 26, ngày 27 tháng 5 năm 2022. Ông Lễ không có mặt tại địa chỉ được tòa án triệu tập nên không nhận được giấy triệu tập và không đến làm việc là không có căn cứ. Căn cứ khoảng 18 điều 70 bộ luật tố tụng dân sự đương sự phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án và chấp hành quyết định của tòa án trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc, và điểm C khoảng 1 điều 217 bộ luật tố tụng dân sự quy định tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp người khởi kiện trước toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Việc ông Lễ vắng mặt hai lần theo giấy triệu tập của tòa án mà không có lý do chính đáng nên tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án là có căn cứ. Ngoài ra, hiện nay tranh chấp giữa bà Hằng và ông Hiển thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố. Vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ những phân tích trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng kháng cáo của người đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông Hồ Nguyễn Lễ là không có cơ sở chấp nhận.